vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mai Diệu, học sinh lớp 5A trường tiểu học Linh Thông. Lời đầu tiên em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Câu chuyện của em xin phép được bắt đầu. Mùa hè năm 1946, Bác đến thăm chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ tiêu phỉ ở Sơn Đông Bắc Giang. Được tin Bác đến thăm, mọi người hết sức vui mừng, làm tổng vệ sinh doanh trại cho thật gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp để kịp đón Bác. Đồng chí Đinh Đức Thiện, bí thư tỉnh ủy trao đổi với đồng chí Trần Văn Giang, chính trị viên tiểu đoàn chỉ huy đơn vị bộ đội địa phương lúc đó, nhắc nhở anh em làm thật tốt công tác chuẩn bị để đón Bác được chu đáo hơn. Khi đến, Bác không đi theo cổng chính doanh trại đã trang trí cờ hoa và đông đủ cán bộ chỉ huy và chiến sĩ đang chờ Bác đến. Bác đi lối cổng sau doanh trại vào thăm từ phòng ở, nhà bếp, nhà vệ sinh mà mọi người không hề biết. Thế là kế hoạch đón Bác bị đảo lộn hết. Bác đi cùng đồng chí Đinh Đức Thiện, bí thư tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh. Mọi người thấy Bác ở cổng sau doanh trại, chạy thật nhanh đến chào Bác. Đồng chí Trần Văn Giang, chính trị viên tiểu đoàn Bắc Giang ra đón Bác. Bác thân mật bắt tay từng người một, nhìn mọi người và nói với đồng chí Giang một câu rất hóm hỉnh: chú ở đây phòng thủ thế nào mà quân địch vào giữa doanh trại mới biết. Đồng chí Giang lục tục mời Bác vào tiểu đoàn bộ. Bác hỏi: chú định làm gì mà dẫn Bác vào tiểu đoàn bộ? Thưa Bác, mời Bác vào uống nước và ăn trái cây ạ. Đồng chí Giang đáp lời Bác như vậy. Bác xua tay: cảm ơn chú, Bác ít thì giờ Bác muốn thăm nơi ăn ở làm việc của các chú một chút, chứ thì giờ đâu mà uống nước với ăn quả. Nói xong, Bác bảo đưa Bác đi kiểm tra nhà bếp, nhà vệ sinh. Thấy một dãy nhà bếp hơi trắng xóa, Bác gật đầu rồi quay lại cười nói với đồng chí Thiện: biết tin Bác sắp đến nên các chú mới quét vôi sáng nay hay tối qua phải không? Anh em thật thà báo cáo với Bác là mới quét hôm tổng vệ sinh doanh trại. Bác khen thường xuyên giữ sạch sẽ thế là tốt. Bác nhìn một hồi lâu có vẻ hài lòng, thấy nhà bếp, nhà ăn đều sạch sẽ gọn gàng. Nhìn mọi người một lượt rất chiều mến rồi Bác nói: nhà ăn này thoáng và sạch sẽ đấy, nhưng lấy cánh cửa là bàn ăn à. Anh Thiện thưa với Bác là vì trước khi rút đi, bọn quốc dân đảng Trung Hoa và khách ghê quá, chúng trẻ cả bàn ghế ra làm cửa đun, hiện giờ anh em đang thiếu thốn quá. Bác im lặng và quan sát những thứ bày trên cánh cửa: một đứa nhỏ được cá kho, một bát con đựng nước khô cá là nước chấm, và một nửa tàu lá chuối đựng đầy rau muống luộc. Thoáng một nét tư lự trên khuôn mặt hồn hậu của Bác, mặt Bác lại thoáng một nét vui khi được báo cáo là bộ đội giúp dân tắt ao, đồng bào bán cho bộ đội hai hổ cá. Bác nói: lao động giúp dân thế là tốt, lại có cá ăn. Chú Thiện, chú Bình này, Bác đề nghị tỉnh cho bộ đội ít tiền mua đĩa đựng rau, chậu đựng nước và mấy cái muôi để múc chan. Sau đó, Bác nói chuyện với bộ đội, giọng Bác trầm trầm, ấm áp và mỗi con tim chiến sĩ. Bác đã nghe tỉnh ủy báo cáo về thành tích tiêu phỉ của các chú, lại hết lòng giúp dân sản xuất và xóa nạn mù chữ, làm công tác tuyên truyền vận động giỏi, giữ kỷ luật nghiêm, học tập chính trị quân sự, văn hóa, nơi ăn chốn ở gọn gàng sạch sẽ thế là tốt. Bác khen các chú. Rồi như chợt nhớ ra, Bác nói thêm: nhưng Bác vẫn thấy ở sân kho vẫn còn một đống rác to, sao các chú không đốt đi, vừa sạch sân vừa chống muỗi, lại có cho bón cho các lối rau gốc chuối. Bác ôn tồn nhắc mọi người phải đọc nhanh, viết thạo, hàng ngày trang đọc báo, thể thao, ca hát, tăng gia,
chịu khó học tập quân sự để chuẩn bị đối phó với mọi tình hình, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Nói ngắn gọn mấy câu rồi bác hỏi: các chú nghe có rõ không? Có làm được không? Cả đoàn quân hô vang: thưa bác, rõ ạ, hiểu ạ, làm được ạ. Rồi bác tạm biệt mọi người. Bác còn phải đi nhiều, thăm nhiều đồng bào chiến sĩ và còn hoàn núi công việc. Thôi, chào các chú, bác đi đây. Câu chuyện kể về bác Hồ với các chiến sĩ và tướng lĩnh là một câu chuyện kỷ niệm khó quên của quân đội nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Qua câu chuyện, chúng ta rút ra được bài học là phải luôn luôn giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp theo như lời căn dặn của bác Hồ với các chú bộ đội. Em xin chân thành cảm ơn quý đại biểu, quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn. Một lần nữa em xin kính chúc hội thi thành công rực rỡ.